Các game thủ thì thường phân định đẳng cấp với nhau bằng cách phòng ngự. Khi bạn không để thua bàn, ít nhất là cũng sẽ có một tỷ số hòa. Và khi bạn không để thủng lưới, hàng công sẽ thiếu ngày một tự tin hơn. Từ PS3 đến PS4, cơ chế phòng ngự đã thay đổi. Từ các phiên bản 15, 16, 17, 18, 19 rồi 20, mỗi phiên bản đều có sự khác biệt. Tuy nhiên, cách thức và tư duy phòng ngự thì không thay đổi. Điều đó chứng minh tại sao những game thủ một khi đã lên top thì luôn ở trong nhóm top đầu của Việt Nam. Ở video này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu sâu hơn, kỹ hơn về cách phòng ngự hiệu quả trong các phiên bản PES. Tuy nhiên, trước khi vào phần quan trọng, đừng quên like và share ủng hộ cho Quân Mỹ cũng như Bob PES nha. Đầu tiên chúng ta hãy đến với những nút cơ bản khi phòng ngự. Vuông gọi thêm một cầu thủ máy ra vào cầu thủ cầm bóng của đối phương. Sử dụng vuông hợp lý cũng như chơi cùng lúc hai cầu thủ tạo áp lực cho các đường tấn công của đối phương. Vuông có tác dụng lên cầu thủ có vị trí gần bóng nhất khi phòng ngự. Nếu bạn đã giữ vuông từ một cầu thủ trước đó, cầu thủ gần bóng sẽ không có tác dụng. Trong trường hợp này, bạn phải nhả vuông và giữ lại lần nữa. Nếu bạn chưa quen việc giữ vuông, việc bật trỏ phụ Next Player Indicator có thể sẽ giúp bạn phân biệt dễ dàng hơn với những cầu thủ nào giữ vuông có tác dụng. Giữ X, cầu thủ có trỏ lao vào cầu thủ cầm bóng của đối phương. L1 có tác dụng đổi số các cầu thủ ở gần vị trí cầu thủ cầm bóng của đối phương. Gạt cần phải R3 đổi số các cầu thủ ở các vị trí xa hơn L1. Việc gạt R3 ở phiên bản PES sử dụng cầu thủ có trỏ làm tâm, như ví dụ ở trên thủ có trỏ làm tâm là Ivan Rakitic. Ở phiên bản PES 2019 vẫn đặc biệt là khi đến PES 20, cách phòng ngự cơ bản nhất là thủ vị trí. Lấy ví dụ ở sơ đồ 4-3-3 kim cương quen thuộc của các game thủ những phiên bản gần đây, chúng ta sẽ có 4 hậu vệ, 3 tiền vệ và đây là những cái tuyến mà chịu trách nhiệm chính yếu cho việc phòng ngự. Ở hàng tiền vệ có thể sẽ có những sự thay đổi vị trí khi chúng ta bị phản công hoặc trong tình huống tấn công nhanh của đối phương. Tuy nhiên, việc thay đổi vị trí của hàng tiền vệ có thể dễ dàng sửa hơn hàng hậu vệ. Ở ví dụ này, Matuidi đã nhô lên cao để bắt đường truyền của William. Tuy nhiên, sơ đồ 4-3-3 vẫn đang được hoạt động một cách trơn tru. Sau khi chuyển cánh sang Nelson Semedo, thì Matuidi lập tức trở về vị trí cũ và tạo thành đội hình quen thuộc, một sơ đồ như lúc đầu của đội tuyển Pháp. Ở hàng hậu vệ, đây là những vị trí cực kỳ quan trọng nhất trong việc phòng ngự. Mọi cầu thủ đều phải được giữ nguyên vị trí hoặc ít nhất đứng đúng ở khu vực của mình. Đây là chìa khóa tất yếu cho việc phòng ngự có hiệu quả hay không. Và có một điều nữa là các cầu thủ máy thì luôn chủ động tổ chức phòng ngự. Việc này làm giảm đi thao tác tay rất nhiều cho các game thủ. Chính vì những điều trên nên phòng ngự khu vực yên ngồi ở các phiên bản gần đây, các game thủ thường thì chỉ kéo một vài vị trí hỗ trợ máy mo đường truyền và giữ vuông một vài nhịp độ nhất định để các game cầu thủ cầm bóng. Ở ví dụ minh họa này thì các bạn có thể nhìn thấy là trỏ đang ở vị trí của Mbappe. Tuy nhiên, các cầu thủ máy vẫn đang vận hành một lối chơi phòng ngự tương đối hiệu quả và chắc chắn. Đây là một trong những sự hỗ trợ người chơi tương đối là nhiều đến từ Konami cho phiên bản PES 2020. Tuy nhiên, cần phải lưu ý thêm rằng những cầu thủ chạy chỗ từ R1 cộng X hoặc R2 cộng tam giác sẽ thoát khỏi việc kèm cặp của các cầu thủ máy. Đây là cách tấn công cơ bản nhất để xuyên hàng phòng ngự của đối phương. Thêm một điểm nữa, ở giữa hàng tiền vệ và hậu vệ trong các phiên bản PES thì luôn có một khoảng trống nhất định. Khi đối phương tấn công vượt qua hàng tiền vệ, các cầu thủ tiền vệ trong PES thường có xu hướng đứng nhìn. Đây là một điểm trừ của rất nhiều các phiên bản PES gần đây. Chính vì vậy, một game thủ hay không cũng nằm ở việc đổi trỏ giữa tiền vệ và hậu vệ để di chuyển vô hẹp khoảng trống này nhất có thể. Vô vàn các tình huống diễn ra ở trên sân. Tuy nhiên, ở đây mình sẽ tạm chia làm hai trường hợp: phòng ngự chủ động và phòng ngự bị động. Nhưng dù ở bất kỳ trường hợp nào, điều quan trọng nhất là chúng ta phải thuộc vị trí cầu thủ trong chính sơ đồ của mình. Phòng ngự chủ động trong trường hợp đã có đủ các tuyến, đủ số lượng và ổn định vị trí, việc cần làm duy nhất là tạo áp lực cho việc tấn công của đối phương bằng cách sử dụng các cầu thủ ở đúng các khu vực bằng vuông và gạt trỏ, hạn chế kéo dài các vị trí cuộc. Ở ví dụ này, ta có thể thấy game thủ Thành Mù
một trong những nguyên thủ có xu hướng phòng ngự khu vực rõ ràng nhất ở Việt Nam hiện nay. Có thể thấy là Thành Ngù chỉ dùng vuông ở một vài vị trí phù hợp, sau đó chủ yếu trong cách phòng ngự của Thành Ngù sẽ là kéo trỏ lên áp sát người cầm bóng của đối phương và không hề giữ bất kỳ một gần vuông nào. Điều đó tạo ra cái tình huống để các cầu thủ máy có thể tự dàn xếp khu vực phòng ngự của mình, và việc kéo trỏ Thành Ngù chỉ đơn thuần là việc bắt bài và cắt đường chuyền đối phương mà thôi. Tuy nhiên, Thành Ngù chỉ kéo các cầu thủ ở đúng các vị trí và khu vực của mình, hạn chế kéo sai các vị trí của cầu thủ trên sân. Và khi Tammy Tuấn Anh tăng tốc thì anh ta chỉ kéo đúng một Goretzka để giữ nguyên vị trí các thủ trên sân, không gây xáo trộn hàng phòng ngự. Một ví dụ khác của Thành Ngù khi anh ta đủ quân số ở mặt trận phòng ngự, hầu như chỉ kéo những cầu thủ có trỏ áp sát vào cụ cầm bóng của đối phương mà không hề bấm bất kỳ một phím vuông nào. Điều này không gây ra sự xáo trộn trong hàng phòng ngự và tạo ra một bố cục hàng phòng ngự cực kỳ đông ở phía phần sân nhà. Hãy cùng xem chậm lại tình huống này. Goretzka đứng ở vị trí của DMF, sau đó Javier Martinez được kéo lên để gây pressing với cả Pereira, bắt buộc phải truyền về, và khi không bấm vuông đồng nghĩa với việc hàng phòng ngự của Thành Ngù không hề xáo trộn. Các cầu thủ máy cũng tự động bo vào các khoảng trống đang hở ở trên sân, và này thì chuyển xuống với Thiago Alcantara để có thể bọc lót những vị trí đang hở, ở đây là vị trí DMF. Các cầu thủ máy cũng tự động theo kèm cực kỳ sát với các cầu thủ tiền đạo bên phía của MU. Phòng ngự bị động là một trong những trường hợp phòng ngự với các tình huống tổ chức phản công nhanh và tấn công nhanh của đối phương. Trong tình huống này thì cố gắng kéo người đúng vị trí và khu vực để tổ chức khâu phòng ngự, nhận định tình huống có nguy hiểm hay không. Nếu không đủ nguy hiểm có thể gắp được bằng cách giữ vuông cho cầu thủ gần bóng hoặc kéo trỏ cầu thủ vị trí gần nhất, nhưng tuyệt đối không được bóc vuông để các thủ máy có thể tự ổn định các vị trí trên sân. Đây cũng là chìa khóa cần nắm trong các tình huống để có thể phòng ngự hiệu quả. Qua các bước này, từ một tình huống bị động cố gắng kéo về tình huống chủ động. Và đây là trong những ví dụ minh họa cụ thể nhất về việc biến bị động thành chủ động. Cầu thủ chơi MU không ai khác chính là Tammy, và người phản công đang là game thủ Thành Ngù, một trong những game thủ phản công hay bậc nhất Việt Nam hiện nay. Hãy cùng xem chậm về tình huống này. Tammy kéo Lindelof áp sát cầu thủ đang cầm bóng của đối phương, ép cầu thủ đối phương phải triển khai bóng theo một đường khác, sau đó kéo mắc gai cầu thủ đang chạy chỗ ở trên vị trí tiền đạo, tiếp tục kéo Lindelof và không hề bấm vuông. Điều này giúp cho các cầu thủ các tuyến phòng ngự của Tammy đã được di chuyển kịp thời về sân nhà, biến tình huống bị động thành chủ động, sau đó tiếp tục sử dụng việc phòng ngự khu vực. Đến lúc này toàn bộ cầu thủ MU đã gửi về phần sân nhà và thật sự là khó cho Thành Ngù để tấn công trong tình huống này. Rất nhiều bạn đặt câu hỏi là việc tăng giảm status thì có hỗ trợ gì cho phòng ngự hay không, thì câu trả lời của mình sẽ là có. Ví dụ đội hình 4-3-3, khi để ở vạch 3, đội hình sẽ được giữ nguyên. Khi bạn để ở vạch 2, đội hình từ 4-3-3 sẽ chuyển về 4-4-2, với đội hình được lùi sâu hơn và kỹ đội hình cũng được thu hẹp hơn. Và khi để ở vạch 1, đội hình chuyển sang 4-5-1, với đội hình lùi sâu nhất cùng kỹ đội hình hẹp nhất có thể. Đây là một trong những đội hình để phòng ngự tương đối kín kẽ trong vòng 2020. Phòng ngự thì có thể sẽ là một bài học dài với nhiều người vì nó phụ thuộc ở 3 yếu tố: kỹ năng tay cầm, kỹ năng đọc trận đấu và kinh nghiệm. Tuy nhiên, có thể tổng kết lại, việc phòng thủ có thể diễn ra ở các quy trình như sau: nhận định tình huống chủ động hay bị động, kéo số gây áp lực lần đầu tiên nếu cảm giác hàng thủ đã ổn,
Kéo số giữ vuông, ghép được với cầu thủ đối phương ở các khu vực nhất định. Kéo số chám vào các vị trí để lộ khoảng trống, giữ nguyên đến khi đội hình ổn định lại. Kéo số nếu có một cầu thủ đối phương chạy trốn được những pha vật tường. Vẫn còn rất nhiều điều để nói về vấn đề phòng ngự trong PES. Tuy nhiên, ở số thứ nhất thì với những điều cơ bản, hy vọng anh em đã nắm được một chút thông tin để sẵn sàng cho những điều nâng cao hơn ở số thứ hai. Và với những thông tin ở số thứ nhất, mình tin chắc là hàng thủ của anh em sẽ được nâng cấp hơn rất là nhiều so với trước đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những số tiếp theo. Bye bye.